từ các gia đình gửi tặng cho đội tâm đồng, một là của giám viện số 103, hai của anh Hải Hòa số 103 gửi tặng cho câu lạc bộ, ba là cháu Hải Hà số 103. Và tôi ra mặt cho câu lạc bộ xin cảm ơn các gia đình. Xin mời đội của xóm Đông Tiến.